Để làm công tác tổng kết thì chúng ta sẽ tính luôn điểm của từng buổi, từ buổi 1 đến buổi 20. Và buổi nào mà cả lớp có dấu nhấn cả thì buổi đó không có điểm, chúng ta sẽ không chia. Còn buổi nào cả lớp có điểm mà mình có dấu nhấn, đây có dấu nhấn mà không có lý do, tức là mình không nộp bài, thì là bị một coi như đương nhiên bị một con không ở đó nha. Còn buổi nào cả lớp có điểm mà có dấu trừ ở đấy thì chứng tỏ buổi đó mình nghỉ, thì nghỉ buổi đó có bao nhiêu con điểm thì mình được trừ bấy nhiêu con điểm, không phải chia. Của buổi nào của bạn nào có dấu nhấn mà màu đỏ thế này này thì đã có lý do đặc biệt thì coi như là được trừ con điểm đó, ở đây thì có Ngọc Minh. Bạn nào vừa nói bổ sung điểm hay và bổ sung điểm của Vân Anh nha. Vân Anh điểm buổi bố đồ em, buổi chị nè, buổi chị 8 điểm buổi chị 8 điểm của Vân Anh. Vân Anh buổi chị đây rồi, buổi chị 8 điểm. Một chuyện tư về về lắm, đúng rồi, 24 điểm. Tị là lưu ý của trường hợp Vân Anh là sẽ có thay đổi. Nguyễn Huy Hoàng buổi 20, tôi chưa ghi điểm em. Mấy điểm em? Buổi 20 Hoàng mấy điểm? Em sợ em bay quá. À, 6 điểm 7. Vậy nên nó sẽ có 23 con điểm. Rồi của Hoàng, của bạn nào nữa, bạn nào bổ sung con điểm nào nữa? Vậy là hết bổ sung con điểm đúng không? Rồi bây giờ cố tỉnh này. Vậy ở đấy nhìn quá thì của anh Nguyên tổng số con điểm là 24 và tổng điểm là 188,8, không bằng buổi nào. Của Công Mạnh là tổng số con điểm là 18, tổng điểm là 125,8, vặn một buổi trừ một con điểm. Của Ngọc Minh, của Ngọc Minh là tổng 100, tổng số con điểm là 20, vặn 2 buổi trừ 4 con điểm. Và tổng số điểm là 134,25. Đó. Rồi của Hải Yến, của Hải Yến là 147,85. Số con điểm là 23, vặn 1 buổi trừ 1 con điểm. Của Vân Anh, tổng số con điểm là 1, số con điểm là 24 và tổng điểm là 194,75, không bằng. Của Đức Cánh, tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 172,4, không bằng. Của Thu Trang, tổng số con điểm là 155,2, tổng số con điểm là 21, bằng 3 buổi trừ 3. Của anh Tuấn, tổng số con điểm là 21, tổng điểm là 172,35, bằng 1 buổi trừ 1 con điểm. Của Cẩm Tú thì nghỉ nhiều quá nên là cô không không tổng kể điểm khóa này. Của Hồng Chí, của Cẩm Tú là do ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Của Hồng Chí là tổng số con điểm là 23, tổng số con điểm 23, tổng điểm là 184,05, không bằng. Của Thế Đoan, tổng số con điểm là 22, vặn một buổi trừ một con điểm, tổng điểm là 168,85. Của Hữu Hoan, tổng số con điểm là 23, vặn một buổi trừ một con điểm, tổng điểm là 178,5. Của Ngọc Khoa, tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 131,55, không bằng buổi nào. Của Huy Mạnh,
Tổng số con điểm là 16. Tổng số con điểm là 16. Tổng điểm là 87,3. Vắng 3 buổi trừ 3 con điểm của Thanh Mai. Tổng số con điểm là 21, vắng 1 buổi trừ 1 con điểm. Tổng điểm là 171,9 của Quỳnh Phương. Tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 131,9, không vắng buổi nào. Rồi, của Ngọc Anh. Tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 184,5, không vắng buổi nào. Của Bảo Ngọc. Tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 193,6, không vắng buổi nào. Của Đăng Bảo. Tổng số con điểm là tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 161,65, không bằng 10 nào. Của Văn Chiến, tổng số con điểm là 22, tổng điểm là 119,5, không bằng 10 nào. Của Huyền Trang, tổng số con điểm là 23, tổng điểm là 180,1, không bằng 10 nào. Của Hữu Mạnh, tổng số con điểm là 19, vắng 4 buổi trừ 4, tổng số con tổng điểm là 121,1. Của Mai Sương là tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 169,75, không bằng 10 nào. Của Trọng Đạt, tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 125,4, không bằng 10 nào. Của Hiển Nhi, tổng số con điểm là 24, tổng điểm là 194,85, không bằng 10 nào. Của Đức Trọng là tổng số con điểm là 16, vắng 5 buổi trừ 5, tổng điểm là 96,3. Của Hữu Quý, tổng số con điểm là 13, vắng 6 trừ 6, tổng 60. Của Bảo Nhi, tổng số con điểm là 184,95, vắng 1 buổi trừ 1 con điểm, tổng số con điểm là 23. Vậy ta nhìn vào cột bên này, đấy là tổng điểm, đấy là số con điểm, đấy là buổi vắng và trừ số điểm được chia. Và trong này thì cô đã có sáng của đã có sáng của bên kia bên phần tổng hợp. Bây giờ chỉ có sửa hai bàn thôi, hai bàn và ta sửa bằng nữa luôn thêm được. Vậy cô đã đưa sang phần tổng hợp của lớp chúng ta, copy sang đây. Đó, đã copy sang đây và chỉ sửa của hai bàn, đó là của bàn Vân Anh là 194,75, 24 con điểm. Vân Anh 194,75 và tổng ở đấy là 24 con điểm. Rồi thứ hai là bàn Hữu Hoa 178,5, tổng 23 con điểm. Hữu Hoa là 178,5, 23 con điểm. Rồi. Vậy là cô đã copy toàn bộ kia kết quả của các bạn bên kia sang đây. Thứ nhất, ở câu thứ nhất là tổng số con điểm. Câu thứ hai. Rồi, ok, phụ huynh. Câu thứ nhất là tổng số con điểm. Câu thứ hai là số con điểm. Và cột ghi chú này là số buổi nghỉ và số con điểm trừ không chia. Vậy nhìn vào đấy á, nếu bạn nào tham gia học đầy đủ và nộp đủ bài thì chúng ta sẽ có 24 con điểm. Vậy số con điểm bình quân cả lớp là phải 24 con điểm. Ai mà không vắng buổi nào thì phải chia 24. Và ai mà vắng thì trừ lấy 24, trừ số con điểm trong buổi vắng đó là ra cái số chia thực. Vậy của anh Nhân không vắng thì chia 24. Của Công Mạnh vắng một buổi trừ một con điểm thì sẽ chia 23. Vậy nếu 24 với 24 đấy cân bằng thì số bài tập không nộp là không. Nhưng mà của Công Mạnh ở đấy là có
23 số con điểm bị chiếm mà chỉ nộp 18 con điểm thôi, vậy còn 5 con điểm nó không nộp. Của Ngọc Minh, hai buổi trừ 4 con điểm, vậy là 24 trừ 4 20. Vậy cái số bài tập không nạp là không, tức là nộp bài tập đầy đủ. Của Hải Yên là vọng một buổi trừ một con điểm, vậy chia 23, vậy số bài tập là nộp đầy đủ. Của Vân Anh chia 24, vậy số con điểm số bài tập là đầy đủ. Của Đức Anh 24, bài tập nộp đầy đủ. Của Thu Trang bằng 3 buổi trừ 3, vậy 24 trừ 3 còn 21, vậy nộp bài tập đầy đủ. Của Anh Tuấn là lấy 24 trừ 1 còn 23, đấy mới nộp được 21 bài, vậy là đang thiếu 2 bài tập không nộp. Của Hồng Chí không vắng buổi nào, chia 24, vậy có một bài tập không nộp. Của Thế Đoan là vắng một buổi trừ một con điểm, vậy còn 23, vậy là có một bài tập không nộp. Của Hữu Hoàng cũng chia 23, của Hữu Hoàng chia 23, vậy là nộp bài tập đầy đủ. Của Ngọc Hoa chia 24, nộp bài tập đầy đủ. Của Huy Mạnh vắng 3 buổi trừ 3 là còn 21, 21 mà đấy chỉ nộp 16 thôi, là còn 5 bài tập không nộp. Cái bài tập không nộp này là đồng thời phải chia cho 5 con không này, là cái điểm các bạn nó bị kéo xuống rất nhiều. Của Thanh Mai vắng 1 buổi trừ 1 là còn 23, đấy là nộp 21 bài tập, vậy có 2 bài tập không nộp. Của Quỳnh Phương 24 đầy đủ, vậy là nộp bài tập đầy đủ. Ngọc Anh 24 chia 24, vậy là nộp bài tập đầy đủ. Bảo Ngọc chia 24, nộp bài tập đầy đủ. Đăng Bảo chia 24, nộp bài tập đầy đủ. Của Văn Chiến chia 24, vậy là thiếu 2 bài tập. Của Huyền Trang chia 24, vậy thiếu 1 bài tập. Của Hữu Mạnh 24 trừ cho 4 còn 20, 20 vậy là thiếu 1 bài tập. Của Mai Sương chia cho 24, vậy là nộp đủ bài tập. Của Trọng Đạt chia cho 24, nộp đủ bài tập. Của Yến Nhi chia 24, nộp đủ bài tập. Của Đức Trọng vắng 5 buổi trừ 5 là còn 19, để chỉ nộp 16, vậy là đứng thiểu 3 bài tập. Của Hữu Huy 24 trừ cho 6 là còn 18, vậy là đứng thiểu 5 bài tập. Của Bảo Nhi 24 trừ 1 còn 23, nộp đủ 23, nộp đủ bài tập. Vậy của Anh Nhuân sẽ lấy 188. Của Anh Nhuân là 188,8 chia 24, là điểm bình quân của Anh Nhuân là 7,87. Của Cống Mạnh, là 125,8, phải chia cho 23, chia cho 23. Của Cống Mạnh là 125,8 chia cho 23, thiếu mất 5 bài tập, nên là chia 23 là mất chia 5 con không, mất 5 con không vào đấy. Chia 23 là được 5,47. Của Ngọc Minh là 134,25, chia cho 20 là được 6,71. 6,71, 6,71. Của Hải Yến 147,85, 147,85, chia cho 23 được 6,43, 6,43. Của Vân Anh 194,75, 194,75, chia cho 24 được 8,11, 8,11. Của Đức Anh 172, rồi 172,4, 172,4, chia cho 24 được 7,18, 7,18. Của Thu Trang 155,2, 155,2, chia cho 21 được 7,39, 7,39.
của anh Tuấn 172,35, 172,35 chia cho 23 được 7,49. 7,49 của Hồng Chí 184,05, 184,05. Có Ừ, nói tổng cái 13 nữa trước cho em xem là 1 tỷ của. cho em chém lại 1 tỷ à? Ờ, nhất trí. Rồi, của Thế Đoàn 168,85, 168,85 à, chia cho 23 được 7,34. 7,34 của Hữu Hoàng. Của Hữu Hoàng 178,5, 178,5 chia cho 23 là được 7,76. 7,76 của Ngọc Hoa 131,55, 131,55 chia cho 24 được 5,48. 5,48 của Quý Mạnh 87,3, 7,3 chia cho 21 được 4,16. 4,16 của Thanh Mai 171,9, 171,9 chia cho 23 được 7,47. 7,47 à, của Quỳnh Phương 131,9, 131,9 chia cho 24 được 5,49. Được 5,49. Của Ngọc Ánh 184,5, 184,5 chia cho 24 được 7,69. 7,69 của Bảo Ngọc 193,6, 193,6 chia cho 24 được 8,07. 8,07 của Đăng Bảo 161,65, 161,65, 161,65 chia cho 24 được 6,74. 6,74 của Văn Chiến 119,5, 7,5 chia cho 24 được 4,98. 4,98, 4,98 gấu cho Lan lên 5 luôn. Của Huyền Trang, của Huyền Trang là 180,1, 180,1 chia cho 24 là được 7,5. À, của Hữu Mạnh 121,1, 121,1 chia cho 19. À sorry, của Hữu Mạnh là 121,1 chia cho 20 được 6,06. 6,06 của Mai Sương 169,75, 169,75 chia cho 24 được 7,07. 7,07 rồi, của Trọng Đạt 125,4, 125,4 chia cho 24 được 5,23. 5,23 của Yến Nhi 194,85, 194,85 chia cho 24 được 8,12. 7,12 của Đức Trọng, của Đức Trọng 96,3, 96,3 chia cho 19 được 5,07. 5,07 à, của Hiệu Quý 60,2, 60,2 chia cho 18 được 3,34. 3,34 của Bảo Nhĩ 184,95,
Một tạm tử phải chịu lắm. Ôi, chịu lắm. Chia cho 23. Được 8,04. 8,04. Rồi. Không chỉ còn thắc mắc chị nữa không em? Đấy, cái điểm diện của không chị này. Không Em chị. thiếu một con điểm nhưng mà nó bị là thiếu lần mỗi, tại vì em học đầy đủ cả mà nó tin được có. Đấy, đấy đấy. Gần nhà em đấy. Từ. Đây, của Hồng Kỳ đây. Đây, buổi thứ 17. Có con điểm chung nhấn đấy em. Buổi thứ 17 là vào ngay buổi 17 gần đấy rồi, cũng xá đúng không? Chị đã hái buổi buổi 17 là vào ngày mùng 1 tháng 3. À, vào ngày mùng 1 tháng 3. 17 là năm 17. Buổi đó là cô mới dạy. Buổi đó cô dạy. Ông một thông báo đúng rồi cô dạy. Em kiểm tra lại nhá. Dạ, tôi lên. Vừa có chứng nhận không có điểm. Rồi. Bây giờ tạm thời đăng ký của Hồng Chí này là lấy 1,84,05. 84,05 chia cho 24 được 7,67. 7,67. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xếp vị thứ của trong lớp. Ta quan sát bảng điểm của chúng ta bây giờ, cái trợ vị thử của từng bảng lớp. Cụ thể như sau. Đâu đi thể dục tí. Nhất đó là Yến Nhi. Tổng điểm 184,85. Số con điểm là chia cho 24. Điểm anh Quân là 8,12. Vị thứ nhất. Số bài tập nộp đầy đủ vẫn không. Về nhận xét là xuất sắc. Xuất sắc. Vị thứ nhất của lớp. Vị thứ nhất. Có cho em nói một Rồi. tí không? Rồi em nói.
Em tiếp một bài để được không? Cái bài mà được là em thì ai cho ta được 6 điểm để em chụp À. ảnh. Rồi rồi em nộp lại đấy đi. Rồi. Chụp vào anh à, cái chụp lại chuyển được không? Vậy bổ sung điểm của em là 190,05, tổng số con điểm là 24. 190,05. Của ông Chí. Ông Chí đây. 190,05. Chơi của cộng cái sắp. Tổng số con điểm là 24. Vậy là nộp đầy đủ đúng không? Vậy bây giờ chia lại này. 190,05. 190,05. Chia cho 24 được 7,91. 7,92. 92. Vậy 7,92 thì nó nằm Ông ở Nguyên Trạng có 7,92. cổ rằng Nắng đô thảo hoang thảo ở mô đã từ. em cho cổ nâng tịnh cho ông chị mà cổ xuống về cho em trả thì em nói À. ha ha Bài bài gì nãy đúng không? 7,92 ở mô ra mà liền ngồi ở trong lớp được Thảo. mẹ của em nó vào nó chơi biểu ảnh Rồi. Vậy của Hồng Chí bây giờ là lên vị trí này. Thế còn thấy Hồng Chí nộp mà học đầy đủ mà từ những ngày không có con điểm ở đó. Rồi, vậy vị trí có thay đổi một tí. À, vị thứ nhất là của Yến Nhi là xuất sắc vị thứ nhất. Vị thứ một cho nó ngắn. Nạp bài tập. Bài tập là đủ. Vọng. Không. Của Vân Anh tổng điểm là 8,11. Vân Anh là 8,11. À, vì thứ hai và vọng không nộp bài tập đầy đủ. À, bản Vân Anh là xuất sắc vì thứ hai của lớp. Vọng không. Của Bảo Ngọc. Của Bảo Ngọc là 8,07. Vì thứ ba của lớp nộp bài tập đầy đủ và nhận xét là xuất sắc vì thứ ba bài tập đầy đủ và vọng không. Của Tố Bảo Nhí. Của Tố Bảo Nhí ở đấy á thi gió vọng một buổi. Của Tố Bảo Nhí là vọng một buổi. Vì vậy theo cái quy định của cô, cứ bạn nào mà không học đầy đủ vọng buổi và nộp thiểu bài tập thì trong cái vị trí xuất sắc sẽ bị thay đổi. Vậy ở đấy có bạn Hồng Chí. Có bạn Hồng Chí là không vọng nộp bài tập đầy đủ. À, vậy bạn Hồng Chí là phải lên vị trí thứ tư. À, lên vị trí thứ tư. Còn Bảo Nhí là xuống vị trí thứ năm. Hồng Chí. Vậy Hồng Chí là vị trí thứ tư. À, vọng không nộp bài tập đầy đủ và xuất sắc vị thứ tư. Nộp bài tập đầy đủ vọng không. Con của Bảo Nhí dù điểm cao hơn nhưng mà phải chấp nhận đứng vị thứ năm. Em ra ngoài ấy, ra ngoài còn ôn ấy. Vị thứ năm vọng một buổi là xếp học lực đấy là vẫn đáng loại giỏi.
Chị học được lời giỏi. Chị học được lời giỏi. Vì thứ năm, nạp bài tập được đầy đủ khoảng một buổi của anh Nhuân 7,87. Vì thứ sáu, vì thứ sáu và vẫn không buổi sẽ học lực lời khả. Chị bật lực lời khả. Vì thứ sáu, nạp bài tập đầy đủ và vẫn không của Hữu Hoa xếp vị 7,76. Xếp vị thứ sáu vẫn thứ bảy vẫn một lời khả. Chị bật lực thứ bảy, xếp vị thứ bảy nộp bài tập đầy đủ khoảng một buổi của Ngọc Anh chế vị thứ tám, thứ tám đây à? Vẫn không buổi, vẫn không buổi và nạp bài tập đầy đủ chế vị thứ tám học lực lên xã vẫn không. Cổ Huyên Trang 7,5 chế học lực thứ chín chế vị thứ chín vẫn không buổi, nạp thiếu một bài tập lời khả. Vị thứ chín nạp thiếu một bài tập thiếu một vẫn không. Của anh Tuấn, của anh Tuấn là 7,49. 7,49 chế học chế vị thứ 10 vọng một buổi cũng là lời khả. Vì thứ 10 nạp bài tập thiểu 2 vắng một buổi. Rồi, của Thanh Mai 7,49 xếp vị thứ 11 vắng một buổi học lực lời khả. Vị thứ 11, vị thứ 11 bài tập là nộp thiểu 2 vắng một buổi. Của Thu Trang vị thứ 12 rồi vọng 3 buổi sẽ học lực lời khả. Học lực lời khả vị thứ 12 nạp bài tập là đủ vọng 3 buổi. Của Thể Đoan vị thứ 13 vọng 1 buổi. Vị thứ 13 vặn một buổi sẽ học lực lời khả. Bài tập là thiểu 1 vặn một buổi. Của Đức Ánh vị thứ 14 điểm tổng kết là 7,18 vặn không buổi. Vậy là nạp bài tập đầy đủ vị thứ 14 này, vị thứ 14 nạp bài tập đủ và vẫn không buổi. Của Mai Sương 7,07 vị thứ 15 vẫn không buổi. Học lực lời khả vị thứ 15. Của Đăng Bảo 6,74 vị thứ 16 vẫn không buổi. Nộp bài tập đầy đủ. Vị thứ 16 vẫn không buổi. Của Ngọc Minh 6,71 xếp vị thứ 17 vẫn 2 buổi học lực lời khả. Vị thứ 17 nộp bài tập đầy đủ vẫn 2 buổi. Của Hải Yến 6,43 là học lực trung bình, đến 6,5 trở lên thì mới là 6,5 trở lên thì mới lời khả. Vọng một buổi. Đấy, vị thứ 18 học lực trung bình.
Vì thử mới tản. Nạp bay tập là đầy đủ vọng một buổi. Hữu mạnh. Hữu mạnh là vì thứ 19 vọng 4 buổi. Và 6,06 là học lực trung bình. Vì thứ 19 nộp bài tập là thiểu 1. Thiểu 1 vọng 4 buổi. Quỳnh Phước vì thứ 20 vọng 0. Học lực là trung bình. Học trung bình vì thứ 20 nộp bài tập đầy đủ vọng 0. Của Ngọc Khoa vì thứ 21 vọng 0. Học lực là 5,48 là học lực trung bình vì thứ 21. Nạp bài tập là đủ và vọng 0. Của Cống Mạnh hướng mạnh vì thứ 22 vọng một buổi. Học lực trung bình 5,47 là học lực trung bình vì thứ 22. Nạp bài tập là thiểu 5 bài. Đấy. Nếu mà cống mạnh mà nộp bài tập đầy đủ là cũng phải lấy được loại khá đấy. Mất 5 con không. Nộp bài tập là thiểu 5, 5 bài. Thiểu 5. Nó vặn một buổi. Của Trọng Đạt là vì thứ 23 tham gia học đầy đủ học lực lực trung bình. Học lực 5,23 là học lực trung bình vì thứ 23 là bài tập đầy đủ vặn không. Của Đức Trọng vì thứ 24 vặn 5 buổi. Vặn 5 buổi. 5,07 là cũng đáng học lực trung bình vì thứ 24 nạp bài tập là thiểu thiểu ba. Thiểu ba và vọng là 5 buổi. Rồi ok công bằng, em chạy số thì phải chấp nhận thôi, miễn rằng là cái quá cái khóa học là em học để tiếp thu cho bản thân mình được cái gì đúng không. Của Văn Chiến vì thứ 25 điểm vừa tròn 5 điểm vọng không. Học lực trung bình vì thứ 25 nạp thiểu là 2 bài tập vọng là không. Của Huy Mạnh là vì thứ 26 vọng 3 buổi. Học lực là yếu. Học lực là yếu. Vì thứ 26 và nộp thiểu 5 bài tập mạnh không đáng là yếu mà em còn 5 bài tập cũng nộp đến bị mất 5 con 0 vọng 3 buổi. Rồi của Hữu Huý vì thứ 27 vọng 6 buổi. Và học lực lợi yếu. Lợi yếu nhưng mà lại thấp. Vì thứ 27. Và nạp thiểu bài tập là 5 bài tập vọng 6 buổi. Ở Cẩm Tú thì là do thời gian học ít nên là cô không xếp loại. Vậy qua cái bảng xếp loại này chúng ta thấy có cô xin biểu dương và tặng thưởng. Xin biểu dương và tặng thưởng là bốn bốn bạn là đạt học lực xuất sắc nhất lớp, gồm có thứ nhất là Yến Nhi, thứ hai là Vân Anh, thứ ba là Bảo Ngọc và thứ tư là Hồng Chí. Bốn bạn này thì tham gia học đầy đủ không vọng buổi nào. Có Hồng Chí thì có thua Bảo Nhi 1 triệu. Thua 0,67 đó. Nhưng mà Hồng Chí lại tham gia học đầy đủ nên được đẩy lên top 4. Còn Bảo Nhi là bị thiệu 1 buổi học. Thì cái sự tham gia không đầy đủ là không cái ưu tiên và xuất sắc là bị hạ xuống. Là thứ nhất là xin biểu dương và tặng thưởng 10% học phí của khóa học cho 4 bạn.
đạt vị trí từ 1 đến 4. Và sau buổi này thì các bạn nói bố mẹ phụ huynh cho cô xin số tài khoản, cô chuyển khoản lại phụ huynh nhờ phụ huynh là mua quà tặng các bạn. Dù phần thưởng không lớn nhưng đó là cái đồng viên, cái món quà tinh thần đồng viên cho các bạn. Và ở trong khóa này thì chỉ có duy nhất một bạn đạt loại giỏi. Từ 8 điểm là trở lên loại giỏi và chỉ duy nhất một bạn loại giỏi, đó là bạn Bảo Nhí. Ngoài ra loại khá thì có bạn Ánh Nhuân, Hữu Hoa, Ngọc Cảnh, Huyên Trang, Anh Tuấn, Thanh Mai, Thu Trang, Thế Đoan, Đức Anh, Mai Sướng, Đăng Bảo và Ngọc Minh là sẽ vào lực loại sẽ vào lực loại khả sẽ vào lực loại khả. Loại trung bình thì có Hải Yến, Hữu Mạnh, Quỳnh Phương, Ngọc Hoa, Cống Mạnh, Trọng Đạt, Đức Trọng, Văn Chiến là sẽ học lực loại trung bình. Và loại yếu đang có hai bạn là Hiểu Quý Mạnh và Hiểu Huy. Quý Mạnh và Hiểu Huy. Vậy bây giờ có nhận xét về lớp này, từng bạn này, về các bạn này. Yến Nhi thì đã có một cái sự vượt bậc lên hẳn lệ khóa so với hai cái khóa trước. Bây giờ cô sẽ cả cái khóa của lớp ta lại gần nhất. Đây, khóa 2 này. Đây, khóa 1 này. Hội lý khoa 1 là sẽ vị thứ 13. Vẫn loại giỏi mà sẽ vị thứ 13. Rồi đến khóa thứ hai Yến Nhi là lên vị thứ ba, và sáng khóa thứ ba thì lên cái vị thứ nhất, hơn Vân Anh 0,01 điểm. Vậy rất là xuất sắc, càng học là càng tiến bộ. Còn của Vân Anh thì khóa 1 là thứ 16, khóa 2 là của Vân Anh là thứ vẫn là thứ 16, và đến khóa 3 là lên đứng thứ hai. Vậy là rất là vượt bậc. Của Bảo Ngọc khóa 1, Bảo Ngọc khóa 1 là khóa 1 chưa thầy hay mỗi hay khóa mười khóa lăm vị thứ 15. Rồi Bảo Ngọc vị thứ 15. Đến khóa 2 Bảo Ngọc khóa thứ 2 là cùng thứ 15, và đến khóa 3 là đã lên vô tục tục xuất sắc. Của Hồng Chí khóa 1, khóa 1 là chưa vào này, Hồng Chí khóa 1 chưa vào. Hồng Chí đến khóa 2 mới vào, và vị thứ 11. Đến khóa thứ 3 thì là Hồng Chí đã vào tục 4. Ở đấy thì cô thấy này, ở khóa 1 là thứ nhất là có Thu Trang, rồi Huyền Trang. Huyền Trang này ra ra trong bên lớp bên kia rồi. Và Giá Hoang bây giờ Trung cũng nghỉ rồi. Thì có Thu Trang là khoa 1 này, là thứ nhất này. Khoa 2 là thứ hai này. Mà đến khoa 3 là bị tụt chủ nó trắng á. Tụt chủ nhiều em đó. Rồi. Rồi có Ngọc Anh. Khoa 1 là thứ sáu, khoa 2 là thứ nhất. Và khoa 3 này cũng tụt chủ đến thứ 8. Nên là có tụt nhiều nè. Đó. Là một số bạn là vị trí đã thay đổi. Của bạn Bảo Nhí cái khóa thứ ba này cũng rất là tốt. Anh Nhuân lên khóa thứ ba này cũng đã tiến bộ nhiều, đúng không? Anh Nhuân khóa 1
Qua một là ảnh nhân thứ 17, qua hai là thứ 13 và khoa ba là đã đứng trong top 6 của Hữu Hoàng. Hữu Hoàng qua một là thứ năm, Hữu Hoàng cứ sát sạc đấy. Hữu Hoàng qua một thứ năm, qua hai là khoa hai từ chỗ 17, từ chỗ 17 và khoa ba là cùng vào top 7. Vậy được rồi, Ngọc Ảnh có tụt xuống của Huyên Tráng. Huyên Tráng là khóa 1 thứ 9, khóa 2 cùng thứ 9 và khóa 3 cùng thứ 9, chị chỉ mà đều được đây. Của Ánh Tuấn, Ánh Tuấn khóa 1 thứ 26 vì thứ xếp trung bình, khóa thứ 2 là 18 và khóa thứ 3 là xuống thứ 10. Vậy là có tiến bộ nhiều. Của Thanh Mai khoa 1 không học, khoa hai cũng không học này, đến khoa 3 mới thắng. À, khoa 2 đấy, khoa vì thứ năm đấy, đến khoa 3 là vì thứ 11. À, khoa thứ đúng rồi, khoa 3 là vì thứ 11. Cô Thanh Mai học tốt đấy nhưng mà có đến hai con bài không nộp này, có hai ba không nộp. Đó. Rồi, của Nắng Đỏ Thảo nhận chi chi trong đỏ. Của Thu Trang thì tụt rồi đó em đó. Của Thể Đoan, Tố Thể Đoan, Tố Thể Đoan thì khóa 1, Tố Thể Đoan khóa 1 là thứ mấy hay? Thứ 11. Khóa 2 là vô top 4 đó đấy. Khóa 2 vô top 4 mà khóa 3 là nhảy xuống thứ 13. Của Đức Anh khóa 1 là thứ 21, khóa 2 là thứ 10 và khóa 3 là thứ 14, là gọi tụt xuống. Rồi cô Sướng nghỉ học rồi, cô không 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 nhận xét thêm nữa. Của tiếp theo là của bạn Đăng Bảo. Đăng Bảo là khóa 1 là thứ 7 em ạ, khóa 1 thứ 7. Khóa 2 là cũng thứ 7 mà đến khóa thứ 3 là có tụt xuống. Có tụt xuống 16 và em vẫn cứ tham gia học đầy đủ mà vẫn tụt xuống thứ 16. Của tiếp theo là của bạn Ngọc Minh. Ngọc Minh hình như tụt xuống ấy. Ngọc Minh khóa 1 là thứ 19, khóa 2 là thứ 12 và khóa 3 là thứ 17. Hải Yến cùng tụt chủ nhiều phải không? Hải Yến, Hải Yến khóa 1 thứ mấy Yến? Một đây. Thứ À, thứ mười. khóa 1 thứ 10, khóa thứ 2 là thứ 19 và đến khóa thứ 3 là vừa lấy được một bậc thứ 18 đó. Rồi của bạn Hữu Mạnh, của Hữu Mạnh à, khóa 1 là lời yêu, khóa thứ 2 Hữu Mạnh khóa thứ 2 là cũng lời yêu luôn và đến khóa thứ 3 thì Hữu Mạnh đã vươn lấy được loại trung bình, đã lên loại trung bình rồi đấy. Của Quỳnh Phương, Quỳnh Phương là khóa 1 là thứ 23, khóa 2 thứ 26 và khóa 3 thứ 20 và trung bình thì cũng đáng ở, cũng có tiến bộ rõ về về vị thứ của Ngọc Hoa. Ngọc Hoa khóa 1, Ngọc Hoa càng ngày càng tốt, khóa 1 có thể học rất là tốt. Đúng, khóa 1 thứ 14 à, thứ thứ 8, khóa 1 thứ 8. À, đến thứ hai là đến nhảy xuống từ 23 và đến khóa thứ ba là 21 nhưng mà số lượng học ít hơn đúng không? 21. Của Cống Mạnh, của Cống Mạnh thì có thể khi học là rất là chăm chỉ học nhưng mà do cái chạy số nhiều quá đúng không? Thế nào bận học lớp này lớp nọ nên là không kịp nộp bài tập, để nắm con điểm bài tập là cũng không nộp bài, nên là bác cô cũng thấy phụ huynh rất là tích cực. Con chưa về nhưng phụ huynh đã vô điểm danh, đã vô xét theo dõi cái tình hình của lớp.
Để ông giỏi việc học của con mình. À đấy, của Huy Mạnh. Huy Mạnh đúng rồi, Cống Mạnh. Đấy Huy Mạnh, đúng không? Huy Mạnh. Đấy. À Cống Mạnh đây này, đây. Của Cống Mạnh là do là học nhiều lớp đến nhiều bài tập cũng nộp không kịp nộp nên là tổ chủ trung bình. Của Trọng Đạt, của Trọng Đạt thì khóa 1, khóa 1 là vị thứ 22 loại khả, khóa 2 là vị thứ 23 loại trung bình, và khóa tiếp theo cùng vị thứ 23 là trung bình, và trung bình điểm hơi thấp. Của Đức Trọng, Đức Trọng khóa 1 Đức Trọng khóa 1 là thứ 14, khóa 2 là thứ cùng thứ 14, khóa 3 là nhảy xuống thứ 24 rồi Trọng nào. Rồi của Văn Chiến, Văn Chiến là khóa 1 thứ 24, khóa 2, khóa 2 và 2 là 1 đây này. Không thấy hình. 14 À, khóa hai thứ. Đúng rồi. Chuyện đó. 27 của Khóa hai thứ 17. Đó đó hiểu quá. 27 của À, 27 à. Đúng rồi, 27. Và khóa 3 thứ 25 thì cũng tương đương cái vị trí đó. Và khóa 3 này điểm có tụt nhiều. Của Quý Mạnh, Quý Mạnh là khóa 1 chứ có. Ủa, định khóa 2 mới học. Khóa 2 là đang ở được học lực trung bình. Nhưng mà đến khóa 3 là tụt hẳn Huy Mạnh nữa. Có đến nắm bài tập chưa nộp. Và có đến 3 buổi vặn. Là vặn hơi nhiều nữa. Bài tập không nộp nhiều Mạnh nữa. Không biết là như thế nào đấy. Rồi của Hiểu Quý, Hiểu Quý là số buổi vặn nhiều. Số bài tập là không nộp nhiều. Và đang xét. Mà vừa cũng khóa 1 là trung bình. Nhưng mà khóa 2, khóa 2 là cuộc buổi lợi lợi yếu, khóa 3 cũng đang lợi yếu. Vậy quá cái tổng kết này á, thì có thể là những bạn mà cứ khống khống ở đấy đây là rất chăm chỉ học. Nếu những bạn khống khống ở đấy mà điểm nó còn thấp thì cái chất lượng học nó chưa được lắm các bạn ạ. À, phải cần cố gắng hơn nữa. Còn Yến Nhi đang đoán em. Nói đi em. Về một số bạn là cái số bài tập không nộp là còn nhiều. Cống Mạnh là 1, Đức Trọng là 2, Huy Mạnh là 3, Hiểu Huy là 4. Ông Sáu là chứng khoản này là chúng ta cố gắng là tham gia nộp bài tập đầy đủ. Và các bạn hạn chế cái buổi nghỉ đi chứ có buổi này. Rồi hạn chế buổi nghỉ đi này. Và nếu chúng ta nghỉ, chúng ta xin phép nghỉ rồi thì về nhà phải học lại video, ghi chép bài đầy đủ và chụp bài gửi cho cô, chứ không là vì buổi nay quá buổi tế là các cái chuyến đề, các cái chuyến đề là nó bị các cái chuyến đề là nó liên quan với nhau. Các bạn nghỉ mà không ghi chép, không học hành lại là cuối cùng là hỏng hết bài, hỏng hết bài là thi thứ thì là nó không có hiệu quả đó. Rồi. Thì tím có hiệu quả đó. Đấy là các bạn chú ý. Và ở đấy á, các bạn đừng có vì mọi giá, đừng có bằng mọi giá để được vô cái tổ xuất sắc mà trong lúc mình chưa xuất sắc. Bởi vì cái ở cái khóa thứ hai này này là cô thấy có điều bất ổn. Vậy dù như cậu bạn tố thể đoan đi, từ dưỡng lên nhảy, đáng học ở dưới mà nhảy vô được tổ xuất sắc, thì sau đó cô tìm hiểu là có hỏi bài, kể cả hỏi đến cả bạn hoang thảo ở chỉ lớp 1, nên là không được các bạn, đừng nữa. Và nếu ở cái khóa tiếp theo đấy cô mà thấy bạn nào trong tổ xuất sắc mà có kiến nghị, có minh chứng là hỏi bài bạn, là cô sẽ cho ra khỏi tổ xuất sắc đó nè, chắc chắn là không 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 có nữa. Rồi một số bạn nữa ngoài 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 bàn đoàn có biết được, bàn đoàn hỏi bảy bạn cơ, bảy bạn là đều tố giác,
Mấy bạn trong lớp ta đều tố giác với cô nữa, nhưng mà quá khóa rồi cô không nói nữa. Rồi trong khóa này ngoài bàn đoàn đã còn một vài bạn đang trao đổi kết quả với nhau. Đừng có làm như thế, là cuối cùng nó mất cái nữa đi, để cô đánh giá năng lực của các bạn cho nó đúng. Dưới này được, bây giờ là 5 điểm 4 phẩy mấy điểm được, nhưng năng lực của mình, năng lực của riêng mình để cô biết, cô còn từ đó là hỗ trợ các bạn giúp đỡ bạn, chứ bữa ní cứ 8 9 điểm đến bữa sau đi thi được 1 2 điểm nó rơi lắm đó. Đó, nên là các bạn chú ý đó, ở trong lớp đó ta đừng có hỏi nhau khi làm bài. Chỉ có khi nào không hiểu bài gì thì nhờ bạn giảng là được, chứ còn khi làm bài mà các bạn cứ hỏi nhau là cái đó rank không được nữa. Kể cả bạn Hồng Chí là cũng có người phản ánh đó, Hồng Chí nữa là không hỏi bài mà nữa, nên là từ khóa này nó cố nhắc nhở nữa. Rồi vậy cố tổng kết thế này, có bạn nào thắc mắc hay phản ánh gì nữa không, có thắc mắc gì nữa không? Vậy trong này á, thì có một số phụ huynh mà điểm con của mình đang còn rất thấp, ít nộp bài là rất là trăn trở, cũng đã từng gọi điện nhắn tin cho cô là để thứ nhất là động viên các bạn, nhưng mà bây giờ các bạn lớn rồi, các bạn phải xác định là cái việc học là cho chính bản thân mình chứ nói cho ai cả, mà bố mẹ đã tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn được tham gia cái khóa học này rồi, thì đừng có để mỗi buổi học trôi quá nó lãng phí, rảnh đừng có để trôi quá lãng phí. Buổi nào ta không học, không tham gia trực tiếp thì phải mở video ra, thậm chí là mổ xẻ mấy lần nếu chưa hiểu, xem đi xem lại. Mình biết có những cái video cô gửi lên mà nó thấy của người không có xem, không biết tin như thế nào. Nó cô mong muốn là các bạn đó chưa hiểu bài là về mở ra mà xem đi thầm xem lại, thậm chí đi ngủ rồi vẫn cứ mở mà nghe để mà cho hiểu cái lại cái bài đó. Và quá cái bài thi này thì một số điều của nó trắc trở. Một, cái bản điểm năm cao là cùng cô nâng 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 cận cả điểm cao, như thế đã phải là con điểm chính thức của mình chứ, cái bản điểm thấp chứ nói rồi, bản điểm thấp thì chắc chắn là từ mình làm đấy đúng không, nhưng mà làm là hết mình ấy chứ, đã chịu khó phân tích chứ, đã đi được cái phương pháp mà giáo viên đã bay chứ, mà hãy là cứ làm vô là cứ ẩn cho hết chơi như vậy là để nộp bài rồi để mà chơi game, hay là để mà chat chít để mà làm cái việc khác chứ không phải học. Thì các bạn là từ buổi khác, từ từ cái khóa học này trở đi, các bạn thay đổi vô cái tư duy khi học nè. Đặc biệt những giờ chúng ta được thí thử các cái bài thi thử đó, bỗng dưng mà các bạn được thí thử các bạn ạ, thay cả cố phải thiết kế này, phải tìm ra những cái câu hỏi cho nó phù hợp để mà kiểm tra cái kiến thức các bạn. Từ dưng một buổi như vậy mà các bạn ngồi ẩn 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 có mấy phút sóng thiên phí cả cái bài ấy. Và khi chúng ta ẩn như thế cố giảng lại các bạn nó hiểu đâu, nên là tận dụng nắm 60 phút thì chúng ta phải tận dụng hết 60 phút để làm bài đó. Và đừng hỏi mấy điểm được, chấp nhận một phẩy mấy điểm được miễn đăng tán nghỉ là nó thấu đạo để làm, chứ cũng phải một phẩy mấy vì ngồi bấm đâu được nữa, mà 8 9 điểm hỏi bài bản không được, mà chúng ta nghiên cứu để làm để theo đó quá từng cái đợt kiểm tra này chúng ta xem thử mình tiến bộ như thế nào đó, là cả cái bài kiểm tra. Thì hôm nay cô xin tổng kết lược như vậy, và cái phần này thì phụ huynh sẽ vừa xem video cô tổng kết đấy và vừa sẽ cố gửi cái điểm này lên để phụ huynh cùng nắm bắt theo dõi, và các bạn cùng qua đó là chúng ta theo dõi cái việc học của mình, nếu mình đã học hết sức rồi, chăm chỉ rồi và với con điểm như thế, dù đứng thử có 6 đi nữa thì mình để biết để cố gắng, chứ cũng phải là buồn thất vọng hay thế này thế cả, mà phải tìm cách để thay đổi. Và cái việc vươn lên mà nếu không chính đạt thì cũng đừng 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 cố tìm cách để vươn lên, nhưng mà vươn lên thì như thế nào cho nó hợp lý đó. Thì chúng ta bây giờ là chỉ còn cố tỉnh ra là như tuần trước là còn 10 tuần, hết tuần ý nữa chỉ còn 9 tuần nữa thôi các bạn, chỉ còn 9 tuần cho các bạn nữa, mà mỗi tuần chúng ta học được có 2 buổi, mỗi tuần 2 buổi, thậm chí có những tuần chúng ta bận cũng được học, cũng được dài cũng được học, là chỉ được một buổi
Vì vậy là sẽ không kịp nếu các bạn học hơi hợt lâu kịp đâu. Và trong cái khóa học thứ tư này thì chúng ta sẽ chuyển sang chủ yếu sẽ là giải đề. Có những lúc các bạn sẽ giải những cái đề nha, thì các bạn cũng bận rơ và giải đàng hoàng như thế, chứ không phải là đấy là cho viên không theo dõi, lượng theo dõi thì mình cứ nhìn tài liệu này nhìn tài liệu kia mình giải, rồi là mình giải đề nha, để các cô tận dụng thế để cung cấp thêm cái nguồn đề cho các bạn được giải nhiều nhất có thể, rồi lên lớp là trừ thì khi đó chúng ta có thêm thời gian. Rồi có những bài chúng ta thể giải 60 phút trên lớp, rồi sau đó 60 phút cho viên hệ trừ bài, làm sao đến khi kết thúc khóa học ta giải ít nhất cho được khoảng 20 đề, 20 đề online, rồi các bạn ở trên lớp được thầy cô cho khoảng 10 20 đề nữa, thì khi đi thi các bạn sẽ vào trong phòng thi sẽ tự tin cái giải các cái giảng bài. Bây giờ chúng ta sang cái bài học tiếp tiếp của cái hôm trước, có ai có ý kiến gì với cái buổi tổng kết nào? Nếu không có ý kiến gì, ai nhất trí với phần tổng kết của cô thì mời giơ tay lên. Nào, ai nhất trí với phần tổng kết của cô mời giơ tay lên để chúng ta thống nhất chốt lại cái phần tổng kết ở đây. Ông chí viên tráng, ông chí đã gọi lý do gì à, quán triển đáng bảo cầm tụ, cầm tụ không được tổng kết, có đâu nghỉ không em, hãy là vẫn muốn tổng kết, có điểm đâu có tổng kết. Rồi, vậy là cơ bản các bạn thống nhất, chúng ta đi sang phần bài học. Ta đang học ở chuyên đề một số cấu trúc cần nhớ đúng không? Một số cấu trúc cần nhớ. Và hôm sau một chuyên đề trồng ấm nữa là hết. Đến phần thứ mấy các bạn? Bạn đâu văn thứ chín của Nào đó phần thứ 9. Rồi, phần này rồi đúng không? Ta đã học đến cái dạng cấu trúc thứ 8. Bây giờ sáng cấu trúc thứ 9. Cấu trúc thứ 9 ở đấy là would rather. Would rather viết tắt là the rather, là muộn hơn hoặc muộn muộn cái gì đó hơn, hoặc là tha làm cái gì đó hơn. Đó. Vậy đối với cấu trúc này ta có công thức, đó là chủ ngữ cộng would rather cộng động từ nguyên thể là tôi muốn làm việc gì đó hơn. Còn nếu trong đó chủ ngữ chủ thể này muốn chủ thể khác làm cái việc gì hơn thì ta lại có công thức là chủ ngữ cộng would rather cộng với chủ ngữ hai cộng với VP. VP là thi quá khứ đơn. Vậy nếu thể khẳng định thì cái vế này thế mẹ đế hoặc nhìn vào cột hai, nếu thể phủ định thì ta bỏ trợ động từ gì vào đấy các bạn? Đất À, đứt công gì nữa, phủ định mất về nguyên thầy vứt công nót thế nhé đúng không, đứt công nót cộng với nguyên thể. Là muộn ái đó làm gì hết. Ví dụ I would rather stay home, tôi muốn ở nhà hơn. Sẽ bằng với là I would rather you I would rather you stay home. Cái này không phải bằng mấy nhá. Ví dụ thứ hai đấy, ví dụ thứ nhất là ví dụ thứ hai. Đây, đấy ví dụ một nhá. Đây ví dụ hai. I would rather you hoặc là I'd rather you stay home. Ở đây là tôi muốn ở nhà hơn. Còn ở đây là tôi muốn bạn ở nhà hơn là đi ra ngoài gì đó. Tôi muốn bạn ở nhà hơn. Ví dụ cấu trúc này. Cấu trúc này hôm qua học sinh, hôm trước học sinh giỏi đi thi cũng xuất hiện. Học sinh giỏi tạm. Học sinh giỏi tạm có xuất hiện. Ba cấu trúc thứ 10 là rút gọn của cấu điều kiện loại 1. Cấu điều kiện loại 1 mình đề điều kiện ở thi nào cả lớp? Hiện tại đơn À thi này đơn, mình đề chỉnh. tưởng lấy đơn À tưởng là đơn. Nhưng bây giờ rút gọn của cấu điều kiện loại 1 thì rút gọn như sau.
Khi mình đề điều kiện sẽ bắt đầu bằng động từ nguyên thể, tức là không hề có ít có động từ nguyên thể còn chậm chậm chậm. Cái dấu phẩy ở đấy thì nó hiện thành chữ O, và mình đề chỉnh thì vẫn giữ nguyên như thế. Vậy khi thầy cấu rút gọn như thế mà muốn chuyển sang cấu điều kiện thì ta chuyển như sau. Ta sẽ thêm ít dư đốt, nếu trước nay là động từ nguyên thể thì sau này ta chuyển sang ít dư đốt. Nhờ ta chuyển sang cái cấu điều kiện là một là ít dư đốt, còn động từ nguyên thể còn chậm 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 đó. Chữ ó này ta biến thành nó thành dấu phẩy là bằng nhau. Còn nếu trên này mà thầy đốn đầu tiên, đốn còn động từ nguyên thể, tức là thầy bắt đầu bằng mệnh lệnh phủ định ấy, thì dưới này này vẫn đốn đi, ít chíu còn động từ nguyên thể. Ví dụ study hard or you will fail the exam. Hãy học hành chăm chỉ, nếu không bạn sẽ trượt kỳ thi. Study hard or you will fail the exam. Vậy mời một bạn cả lớp hạ tay xuống đi. Mời một bạn chuyển cấu trên thành cấu điều kiện lời một nào. Cả lớp hạ tay xuống. Thằng Thảo lo học bài khá kém. Tiếng Anh là một môn học mà có. Em Thế đang đi học học. tiếng Anh. Rồi với phần mái đó, anh mái đó. Chuyển thế nào em? Em đã có truyền hành. If you don't study hard, you will fall. Phiểu. À, dễ xem. Đúng rồi. If you don't study hard, you will fail the exam. Nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi. Rồi, mời các bạn ghi vào vở. Ai ghi xong thì chúng ta giơ tay lên. Đã mà học môn khác. Đã sang cấu trúc số 11. Số 11. Trong cấu có this is the first time. Đấy là lần đầu tiên. This is the first time. Khi nào mà cứ thấy this is the first time, this is second time, third time, đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thì đằng sau nó là thì hiện tại hoàn thành các bạn ạ. This is the first time, còng chủ ngữ, còng have hoặc has, còng VP2. Nhớ cho cô nữa. Lần thứ mấy đó, thì nó sau đó còng thì hiện tại hoàn thành. Và sẽ chuyển thành, đó là từ cái trên em sau này là thể khẳng định này, thì sẽ chuyển nó sang thì hiện tại hoàn thành thể phủ định, hoặc nếu không có thể phủ định thì thả thêm từ never cũng được. Ta vứt this is the first time đi và chuyển cái thể đến đây này, thể khẳng định đến đây sang thể phủ định của thì hiện tại này, và cuối cùng cộng với before thì hai cấu trúc này bằng nghĩa nhau, rất hay xuất hiện. Cô lấy ví dụ This is the first time I have eaten durians. Đấy là lần đầu tiên tôi ăn sầu riêng. This is the first time I have eaten durian. Vậy bạn nào chuyển cả lớp hạ tay xuống đi. Bạn nào chuyển cấu trên thành cấu trúc thứ hai nữa.
Nào, ai có thể chuyển câu trên thành cái cấu trúc câu cổ chữ cấu trúc thứ hai. Mời bạn bỏ ngọc. Em đã cố chuyển thành I have Eaten. eaten Durians. còn gọi là before. À rồi. I have not eaten durians before, hoặc là I have never eaten durians before. Tôi chưa từng ăn sầu riêng trước đây, chứng tỏ đấy là lần đầu tiên tôi ăn sầu riêng. Đó. À, cứ thấy ở trên mà có ít giờ phớt thẳng thì đang dưới đã chuyển cái thì hiện tại hoàn thành sáng thể phủ định và cuối cùng có từ before là được. Cấu trúc thứ 12 là giờ lát tháng ngược với đấy, giờ lát tháng là lần cuối cùng. Vậy nếu câu mà cứ có từ giờ lát tháng thì cấu trúc như thế nào? Ta chú ý này. À, giờ lát tháng thì sáu đỏ là cộng mệnh đề ở thi quá khứ đơn, chủ ngữ cộng động từ quá khứ đơn, cộng với từ was, luôn luôn có từ was, cộng với khoảng thời gian cộng ở gốc hoặc in cộng mốc thời gian. Ví dụ 5 năm trước thì là 5 years ago, 3 ngày trước là 3 days ago, 3 tiếng trước 3 hours ago, 4 tuần trước 4 weeks ago. Hoặc in cộng mốc thời gian thì ví dụ như là vào năm 2000 chẳng hạn, in 2000, vào tháng 4 chẳng hạn, in April, rồi là vào năm nào đó, đấy như là in. Lần cuối cùng ái đó làm gì là cách đây bao nhiêu hoặc vào khi nào? Đó, ta dịch ra như thế. Vậy nếu có cấu trúc như thế này xuất hiện thì ta sẽ viết lại được như sau. Ta sẽ viết lại được là chuyển cái thi quá khứ đơn đó này, này, chuyển cái thi này thành thi hiện tại hoàn thành thể phủ định. Đó, trên này khẳng định này, nhưng ở đây chuyển thẳng thể phủ định của thi hiện tại hoàn thành. Vứt từ was đi, the last time cũng vứt đi, was cũng vứt đi. Nếu trên này ta thấy ago ở khoảng thời gian còn ago á thì dưới này ta chuyển từ for còn khoảng thời gian. Nếu trên này ta thấy in còn mốc thời gian á thì xuống người ta chuyển thành xin còn mốc thời gian, vì thi hiện tại đang thì phải for hoặc xin, đúng không? Vậy cô lấy ví dụ như sau. The last time he came here was 3 years ago, hoặc là in 2020, lần cuối cùng cậu ấy đến đây là cách đây 3 năm, hoặc là lần cuối cùng cậu ấy đến đây là vào năm 2020. Vậy ai chuyển được cái câu bắt đầu từ cho đến 3 years ago sang dạng thứ hai nào? Mời bạn Hữu Hoa. Chuyện thế nào em? À, mời bạn Đăng Bảo. Em thực tổ là chuyển thành là he have Came hay not không? Came hay không? Cột bá của come đúng rồi, yes, not come. her word Có còn worse nữa. không Đi nữa. he have not come Here. for 3 years, hoặc là For here. Hoặc là gì? xin Xin. tụ áo dân Ok. tiếp tục. Rồi. He hasn't come here for 3 years. Hoặc là since 2020. Đó. Lần cuối cùng anh ấy đến đây là cách đây 3 năm. Thì bằng với là 3 năm nay anh ấy không đến đấy, đúng không? Hoặc là lần cuối cùng anh ấy đến đấy là năm 2020, thì nói lại là anh ấy không đến đấy từ cái năm 20 rồi. Đó, từ cái năm 20 trở lại đấy là anh ấy không đến. Bởi vì lần cuối cùng đến là năm 20 mà, thì từ đó đến đấy không đến. Đó. Vậy nhớ nè, khi nào ta thấy có the last time, sau đó chủ ngữ cộng VP, thì có was cộng mốc thời gian hoặc khoảng thời gian. Nếu mốc thời gian thì trước có in, nếu khoảng thời gian thì sau có ago. Thì ta sẽ chuyển cái thi quá khứ đơn này
sáng thi hiện tại hoàn thành thể phủ đỉnh, vứt giờ lát tháng đương trước, vứt vô đương sau. Khoảng thời gian thì ta có lấy phó còn khoảng thời gian, mốc thời gian thì ta lấy xin còn mốc thời gian là được. Nó quan trọng là phải hiểu nghĩa của cái cấu trúc thì ta dễ chuyển thôi. Lần cuối cùng ai đó làm gì thì cách để bao nhiêu lâu hoặc vào khi nào thì bằng với lại ngày không làm cái việc đó khoảng mấy mấy thời gian đó, hoặc là từ khi nào đó. Bây giờ mời các bạn chúng ta ghi cái slide này vào vở, khi nào ghi xong thì chúng ta giơ tay lên. Ta sang cái cấu trúc thứ 13 có từ last. Khi này có last time, còn bây giờ có từ last. Last này là dịch ra là lần cuối cùng, ở lần cuối. Khi này là last time, là lần cuối cùng. Nhưng vậy cái cấu trúc tiếp theo đó là chủ ngữ cộng last cộng VP. Không hề có was, đối với cái này không có was. Có was chỉ khi có last time. Đây này, đây này này. Khi có last time thì mới có was này xuất hiện này. Còn ở đấy á, chỉ có từ last đứng trước động từ thôi. Chủ ngữ cộng last cộng VP, tức là cộng thi quá khứ đơn. Sau đó cộng chậm chậm chậm, cộng khoảng thời gian cộng ago hoặc in cộng mốc thời gian. Thì ta sẽ chuyển sang cái cấu trúc tương đương như sau. Đó là chuyển cái thi quá khứ đơn này này thanh thi hiện tại hoàn thành thể phủ đỉnh, và sau này khoảng thời gian ở gấu thì chuyển thành phó còng khoảng thời gian, in còng mốc thời gian thì chuyển thành xin còng mốc thời gian. Ví dụ I last came here 3 years ago và I last came here in 2020. Thực ra rất rộng, cấu trúc đó nghĩa thì nó cũng rộng như cấu trúc số 12. Tức là the last time I came here was 3 years ago thì cũng bằng với là he last came here 3 years ago. Vậy chuyển sang thi cấu trúc tương đương như nào, ai chuyển được nào? Cả lớp hạ tay xuống đi. Ai chuyển được thì mời giơ tay lên. Cả lớp hạ tay xuống. Rồi. Ai chuyển được mời giơ tay lên. Mời bạn Hồng Chí. Em thực hồ là he ever not Never not hay has not? ever Never, he mới còn bị never nhé. À đúng rồi, he has seen ạ. he has not come Come here. here for 3 years. How À, was it? for my reason. Okay, for the reasons. À, hoặc là gì? Hoặc là xin kia không. 2020. Ok, đúng rồi. He hasn't come here for 3 years. Hoặc là since 2020. Anh ấy đến đấy lần cuối cách đây 3 năm. Anh ấy đến đấy lần cuối cách đây 3 năm. Hoặc là anh ấy đến đấy lần cuối là vào năm 2020. Thì bằng với là anh ấy không đến đấy khoảng 3 năm rồi. Hoặc là anh ấy không đến đấy từ năm 2020. Thực ra cấu trúc 12 và 13 thì thanh nếu nối lại theo tính chất bất câu thì là thì nó bằng nhau, đúng không? Nó bằng nhau. Đều đưa về như thế này cả. Có lúc sẽ là it's the last time, có lúc là chủ ngữ cộng last cộng VP luôn. Còn có the last time thì phải có to be là was. Không có the last time mà chỉ có last thì không có was. 14. Tiếp tục có từ last. Có từ last trong cái cấu trúc sau nó bị nhảy trừ các bạn. Nó lại có cấu trúc thế này này. Ít ý cộng khoảng thời gian. Đây, cái này là ít ý cộng khoảng thời gian.
Công với tứ xít, công với chủ ngữ, công lát, công với bế. Đó. Nó được bao nhiêu thời gian rồi kể từ lần cuối cùng ai đó làm gì thì sẽ chuyển thành chủ ngữ cộng với thể phủ định của thi hiện tại thành, chuyển từ cái đoạn trên này xuống đó. Cái này hãy rắc rối một tí rồi cái ít đi còn khoảng thời gian này thì đưa về thành phố còn khoảng thời gian. Ví dụ nhìn đến cấu trúc thì có thể nó rươm ra nhưng mà đưa xuống ví dụ ta sẽ hiểu ngay. It is 2 years since we last saw him. Đã được 2 năm. Cái này ta dịch là đã được 2 năm kể từ khi lần cuối chúng tôi gặp anh ấy. Đó, đã được 2 năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp anh ấy. Chứng tỏ 2 năm nay chúng tôi không gặp, đúng không? Chúng tôi không gặp thì sẽ nói là we. Đây này, we này. Cái từ so này chuyển thành haven't seen. Chuyển thành phủ định của thi hiện tại hiện nay. We haven't seen him for 2 years. Đó. Cũng là từ lát nhưng mà xuất hiện ở trên khác này, ở dưới khác này. Nhưng mà đưa về đều là giống nhau cả. Đó. Chỉ có dưới này nó không có xin đâu. Chỉ có phó thôi vì có khoảng thời gian đó. Đã được bao nhiêu đó kể từ lần cuối cùng ai đó làm gì thì bằng với là ai đó không làm gì khoảng bao nhiêu thời gian đó. Cái cấu trúc sở hữu 15 là xuất hiện từ started hoặc từ began. Started là quá khứ của từ start, began là quá khứ của từ begin. Cả hai từ này đều có nghĩa là bắt đầu. À, với cái từ started hoặc began sẽ có cái cấu trúc thường xuất hiện cấu trúc sau. Chủ ngữ này cộng started hoặc began. Sáu nó có lúc có động từ thế mình hoặc động từ nguyên thể có tú. Chia như thế nào cũng được. Động từ đứng sau cái này chia động từ thế mình được mà chia động từ nguyên thể có tu cũng được. Còng chậm 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 còng khoảng thời gian ở gấu hoặc in còng một thời gian. Cứ thấy ở gấu hoặc in này thì đó là nhận biết của quá khứ đơn rồi mà. À. Dịch ra ở đây đã ái đỏ bắt đầu làm gì cách đây bao lâu hoặc là vào năm nào. Nó ái đỏ bắt đầu làm gì cách đây bao lâu hoặc là vào năm nào thì ta sẽ chuyển sang cái cấu trúc tương đương như sau. Ta vứt started, ta vứt cái started vào began này đi, ta chuyển cái động từ thế mình hoặc động từ nguyên thể của tú sóng này này chuyển thành thi hiện tại hoàn thành thể khẳng định là được. Còn khoảng thời gian ở gấu thì ta chuyển thành phó. Còn khoảng thời gian in còn một thời gian thì ta chuyển thành xin còn một thời gian là xong. Cô lấy ví dụ I started learning English 3 years ago. Tôi đã bắt đầu học tiếng Anh cách đây 3 năm. Vậy ai chuyển được cái cấu đỏ sáng cấu trúc tương đương không? Cả lớp khác đại chủ. Rồi. Ai chuyển được cái cấu trên sáng cấu trúc tương đương? Mời bạn Hải Em thấy có là ái hẹp lên chứ chứ lên thêm e đấy Yến. công cho phó công cho phó English à, đi nhất, có English đi nhất. lý công cho phó Vẫn tính phó gấu có ở gấu à, không không có ông có. á. Ở gấu là phải vật chứ nè. Đã có phó rồi là phải vật ở gấu chứ không được như vậy nữa đúng không? Vậy ở đây sẽ là I have learned English for 3 years ago. Tôi bắt đầu học tiếng này Anh cách đây 3 năm thì bằng với là tôi học tiếng Anh được 3 năm nay rồi. Nhớ là ở phải khẳng định nhé, không được phủ định. Và started với là learning là cái điểm bắt đầu. Nên khi sẵn thi hiện tại anh thì nó phải vứt đi. Lấy động từ chính chia thành thi hiện tại anh. Hai chị em nó nhỏ nhỏ. Because of cái này đến lời cô là nói rồi. Because và because of đều có nghĩa là bởi vì. Anh biết được hai cái này khác nhau chỗ nào? Cả lớp hai đấy chú ý. Anh biết được.
Cái từ because và because of khác nhau chỗ nào? Giống nhau là đều có nghĩa bởi vì, khác nhau chỗ nào? Em biết. Mời bạn cầm tù. Hai cấu trúc độ khác nhau chỗ nào? Em tôi có là bị cột là công vì mình đấy, còn bị cột ở là công vì công dạng tự học là vô tính. À đúng rồi. Từ đó. Cháu biết cốt. Biết cốt nó còn bằng với từ xin. Bằng với từ S. Từ xin này không phải từ xin của phần thi hiện tại hoàn thành nhá. Thi hiện tại hoàn thành từ xin nữa là từ khí. Còn từ xin này là bởi vì. Từ because bằng với từ xin bằng với từ s sau nó cộng với mệnh đề tức là phải cộng chủ ngữ và động từ. Còn because of ngoài nó ngoài because of ra còn có bằng điếu tú nữa sau đó nó cộng cụm từ. Mà cụm từ là gì cô đã dạy rồi, cụm từ bao gồm có cụm danh từ và cụm động từ thế mới, cụm danh từ và cụm động từ thế mới đó. Vậy khi viết khi trong cái bài viết lấy cấu thì người ta thường cho viết because thành because of hoặc because of thành because. Ví dụ Lan didn't go to work because she was ill. Vậy ai chuyển câu đó sang câu có chữ because of được, mời giơ tay lên. Lan didn't go to school go to work because she was ill. Mời bạn cống mạnh lắm. Em chưa bỏ lại số nữa. À quên là lấy chủ nào. Rồi mời bạn các cầm tục biệt à Phú Tráng biệt đúng em. Ngọc Cảnh biệt đó. Rồi mời bạn Thanh Mai. Em thử có lá truyền hành. Because of being ill, Lan didn't go to work. Go to work. Đúng rồi. Bây giờ cái cách làm các bạn này. Cái cách làm này. Đó là ở đấy sau biết có thì chúng ta thấy có mệnh đề đúng không? Bây giờ muốn chuyển sang biết có được thì ta phải chuyển mệnh đề này thành cụm từ. Khi chuyển cụm từ thì các bạn có thể chuyển thành cụm danh từ hoặc cụm động từ thế mới. Chuyển sang cụm động từ thế mới là cực kỳ dễ. Vậy cô bay tại sao khi nào sẽ chuyển được không? Cực kỳ dễ nhưng không phải khi nào cũng chuyển được đâu các bạn ạ. Ở đây này, nếu ta thấy chủ thể của mình D1 và chủ thể của mình D2 nói về một người, tức là chủ ngữ của mình D1 và chủ ngữ của mình D2 nói về một chủ thể, tức là nói về một nhân vật, thì ta sẽ chuyển được sang cụm động từ thế mới bằng cách như thế này này. Cái chủ thể thứ hai này ta vứt đi. Và ta chuyển cái động từ này về dạng nguyên rồi thế mình. Từ was này mà dạng nguyên của nó là be. Be bây giờ thế mình là được. Rửa là bây giờ ta sẽ chuyển là Lam didn't go to work because of being ill. Là xong. Đó rất là dễ. Còn nếu muốn chuyển cái mệnh đề trên sang cụm danh từ thì khó hơn nhiều các bạn ạ. Cụm danh từ thì bao gồm là danh từ phải đứng cuối cùng đúng không ạ? Trước danh từ là phải có tính từ. Hoặc không còn được, trước tính từ là phải có từ hàm định. Đây, cứ xuất hiện hai trong ba yếu tố trên thì nó tạo thành cụm danh từ. Vậy bây giờ ta chuyển muốn chuyển mệnh đề này thành cụm danh từ thì trước hết ta phải có danh từ rồi đã. Vậy từ yếu này là tính từ là ổn. Bây giờ ta phải chuyển nó thành danh từ thì thành unit, khó đúng không? Ta mà nó mới biết được nhiều từ, ta nó mới biết được danh từ nên cực kỳ khó unit. Rồi bây giờ trước unit này phải có tính từ hoặc từ hàm định. Tính từ không còn nữa, nó là chuyển thành từ rồi. Vậy ta phải có từ hàm định. Ổn này là ai ổn? Cô ấy ổn. Bây giờ phải là sự ổn của cô ấy nên her unit. Đó, vậy đấy ta đã hình thành được cụm danh từ rồi. Vậy ta sẽ viết là Lan didn't go to work because of her unit. Nhưng cách này thì khó. Cách này thì rất khó, đúng không? Còn cách chuyển sang dạng động từ thế mình thì nó dễ hơn. Nhưng mà muốn chuyển sang dạng động từ thế mình thì phải xem xét hai chủ ngữ này nói về một chủ thể thì mới được. Vậy ta chuyển câu trên thành Lan didn't go to work because of her unit. Hoặc là
London go to work because of being you. Đó là cách chuyển từ because sang because of. Thì sau này trong khi các cái đề minh họa chúng ta sẽ gặp lại nó và cô sẽ làm rõ thêm cho các bạn. À, đã hết chưa rồi nhưng mà ta cố gắng cho hết cái slide này. Tương tự như because và because of thì chúng ta có although và despite. Cả although và despite đều có nghĩa là mặc dù. Những tương tự như thế, sau although thì chúng ta còn mệnh đề. Còn sau despite thì nó còn với cụm từ. Đó, giống như because và because of ấy. Vậy ta có cụ thể như sau này. Although thì ngoài ra còn bằng với though, bằng với even though. Sau nó còn với mệnh đề. Tương ứng với nó có despite bằng inspire. Sau đó có còn cụm từ. Và mệnh đề thì có chủ ngữ thế còn động từ. Còn cụm từ thì cụm danh từ hoặc cụm động từ thế mình. Ví dụ. Although he study hard, he failed the exam. Mời một bạn chuyển cái câu trên sang despite hoặc inspire có chữ cụm động từ thế mình. Gì? Cái này thì gì? Nào, có chữ cụm động từ thế mình. Em á, có hai bạn nó được à, câu này có hai bạn làm được rồi ba bạn đây chuyển cái từ ôn dâu này thành cái từ khác đấy đúng không rồi mời bạn đăng bảo Đừng có cố lo chuyện hay là đi xuất bài thì ta đi yên nhé. cô có hí nữa muốn chuyển công đồng tư thế mình thì phải vật cái gì đi Được có chủ ngữ chứ thì nói nào là đi xuất bài sẽ ta đính tính hết thì theo như Excel. À, he failed the exam. Đó. Đây. Despite studying hard, he failed the exam. Rồi tại sao ở sau này cô có thể làm thành kỳ dạng là thì hiện tại hoàn thành thế mình? Là bởi vì để thể hiện cho cái quá khứ. Những cái này thôi, ta chỉ cần nhớ đứng trước là được. Despite studying hard, he failed the exam. Mặc dù học hành chăm chỉ, nhưng mà cậu ấy vẫn trượt kỳ thi. Đối với câu này thì ta cứ đưa về cụm động từ thế mình là dễ nhất. Đó. Vì ta thấy hai chủ thể này nó nói về một người đi, hai chủ ngữ này nói về một người đi, nên ta vứt cái chủ thể thứ nhất đi. Sau đó chuyển cái động từ sau này sang là nguyên rồi thế mình. Rồi chậm 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 cho hệ đằng sau đưa xuống hạ xuống dừng nguyên. Mặc dù anh ấy học hành chăm chỉ, anh ấy cực kỳ thi. Mặc dù học hành chăm chỉ, anh ấy trượt kỳ thi. Đó. Thì hôm nay chúng ta học đến cấu trúc thử 17. Vì hôm nay chúng ta có cái mục tiện tổng kết nên hơi lâu. Vậy nha, ta tiếp tục học thuộc 17 cấu trúc này. Và hôm sau ta học một ít cấu một một ít thời gian nữa, sau đó ta sẽ làm bài tập luyện tập để minh họa cho phần cấu trúc. Như cô gửi cái slide này lên nhóm rồi chúng ta chỉ chép lại và tính được cả lớp chúng ta chụp lại vở ghi tất cả lớp chúng ta chụp lại vở ghi để cô kiểm tra ok time is up goodbye see you again Goodbye, teacher. have a good Goodbye. one.